Quá đẹp luôn các bạn ơi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ở hôm nay là ngày mùng 1 Tết Xuân Quý Mão nha các bạn. Thì như mỗi năm thì thường mùng 1 là mình hay đi chùa các bạn. Thì hôm nay mình dẫn các bạn đi đến chùa Hưng Thiền. Đó, chùa rất là lớn luôn các bạn. Nơi đây tập trung bà con cô bác trong tỉnh, trong thành phố và tất cả những cái tỉnh lân cận các bạn. Có những người ở xa đến đây, rất là xa luôn, thuê xe các bạn. Đó. Thường thì mình qua đây mình thắp nhang, thắp hương bên này nè các bạn. Thì để mà giảm ùn tắc giao thông thì ở chùa có xây thêm một cái cầu thang bộ các bạn, để bà con đi qua cho nó an toàn. Đó. À, những năm gần đây thì xây thêm một cái bên này là cái hội viện Hương Thiền bên trong. Đó, rất là lớn luôn các bạn. Đây bà con đi vào trong nè. Thì bây giờ trước mắt thì mình sẽ dẫn các bạn đi qua bên kia, đi qua cầu thang bộ nha các bạn. Để mình vào đó mình xem bà con cô bác đến mùng 1 đi chùa để cầu bình an cho gia đạo các bạn. Công chuyện làm ăn, gia đình hạnh phúc, vui vẻ sum vầy các bạn. Thì các bạn đến đây thì các bạn đi thẳng tới cái chân cầu thang bộ này, các bạn gửi xe. Cái chỗ này là của bên chùa luôn các bạn. Giờ này thì mình đi cũng hơi trễ các bạn. Thường thì các bạn đi buổi sáng nó mát hơn. Và buổi sáng rất là đông. Nhưng do hồi sáng ở nhà thì mẹ cũng có làm đồ cúng rồi các bạn. Đó nên là gia đình đi trễ. Thì ba mẹ mình thì đã vào trong bên kia các bạn. Này bà con đi thang bộ qua nè. Đây ở trên cái cầu thang bộ này, khi các bạn lên đây các bạn nhìn xuống nè. Đó, cũng xây lan can rồi, rất là an toàn nha các bạn, rất là đẹp. Đó. Hướng này là về thành phố Cao Lãnh mình nha các bạn. Chùa Hương Thiền này là thuộc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mừng Xuân Di Lặc. Rất là đẹp luôn. Này còn bên này là hướng từ ở Tiền Giang đi chạy lên. Giờ này là trưa rồi mà cũng rất là đông các bạn. Sáng mà các bạn đi sớm được, trời mát nè, bà con rất là đông luôn. Giờ này là mình vào thì bà con nó về, đang về rất là nhiều các bạn. Tranh thủ đi sớm đi thắp hương. Này, mấy cô mặc đầu đỏ nhìn rất là dễ thương luôn. Đó, khi đến ngày lớn, ngày lễ, ngày Tết thì ở nơi đây bà con tập hợp về rất là đông để thắp hương. Thì sẽ có công an đồ để mà điều phối giao thông các bạn, đó, mấy anh giao thông. Rồi có cả hình sự đồ để mà bảo vệ đồ đạc cho bà con các bạn. Này, bên này cũng có một bãi gửi xe, đi hướng từ trên kia xuống mình tấp vô đây mình gửi cho nó tiện các bạn. Chùa Hưng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, chùa Hưng Thiền, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây, đó, đây là mình vào cổng chính nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là hoành tráng luôn các bạn. Có mấy cái chỗ này để bà con chụp hình á. Khu bên này là nhà khách nè, là nước, đồ ăn là miễn phí cho bà con luôn. Đó, rất là đông. Năm nay là mở thêm một cái sảnh ở bên này các bạn, nên rất là rộng. Phiên chợ ô không đồng, phiên chợ Tết không đồng. Đó, mình tiến vào bên trong coi là nè, ở bên này là có nước mía nè các bạn, chè thập cẩm. Đó, mấy chị
phát cho bà con. Đây, đây là phiên chợ Tết không đồng các bạn. Đây mình xem nha. À, ở đây gồm có cơm nè, rồi chả cá chiên, chả cá chay các bạn, dưa leo. Này là cho bà con ăn. Đây, mấy cô sắc dưa leo cho bà con. Cái này là cái gì, chiên giòn anh? Khổ qua đúng không? Khổ qua chiên giòn. Đó các bạn. Chưa rồi nhưng mà còn rất là đông bà con, cô bác đến đây. Và đặc biệt là có những anh chị em bà con ở xa các bạn, họ thuê xe lớn đi đậu bên ngoài á, rồi vào đây thắp hương. Đây, mùng 1 là bà con cô bác hay đi chùa để cầu bình an, cầu hạnh phúc cho gia đạo của mình. Đó. Đây, mình tiếp cận ngay chân cổng chính nè, đó, hoa rất là đẹp luôn. Đây, hoa nhãn thọ nha. Đây chú mèo phú quý rất là đẹp các bạn. Đây các bạn vào trong thắp hương để cầu nguyện, còn bên này là để cho khách đến đây để chụp hình nha các bạn. Ở bên trong rất là rộng các bạn.
Đó, khi bên trong các bạn thắp hương lại Phật xong thì các bạn ra ngoài, các bạn có thể nghỉ ngơi hoặc xuống dưới uống nước hoặc ăn cơm chay các bạn, hoặc các bạn có thể chụp ảnh. Đó, mình sẽ đi một vòng ngoài bên ngoài cho các bạn xem. Mấy bên này là mọi người đang vào nè các bạn. Bánh bao giác ngộ nhiều chuyện. À, bên này là bán đồ nè các bạn. À, còn bên này là phát cho bà con. Rất là đông luôn các bạn, hai ba cô làm không kịp luôn. Ở bên kia là bánh bao giác ngộ, còn bên đây là chú chiên tịnh độ nha các bạn. Đây, ở bên đây là mẹ Quan Âm. Đó, còn cái khu bên này là cơm chay rồi các bạn, hủ tiếu chay đâu, bà con đến đây có thể ăn. Ở bên xa xa bên kia rất là đông các bạn. À, mình sẽ dạo một vòng bên trong xem bà con ăn uống như thế nào trong này nha các bạn.
nước cam lồ giải khát. Ở bên trong rất là đông luôn nè các bạn. Hoa cúc này rất là đẹp luôn. Đó, mình dạo một vòng cho bên trong cho bà con xem nha. Đây, à, các bạn đến đây ăn đồ chay, cơm chay, hủ tiếu chay, đồ tất cả mọi thứ là chay hết các bạn. Đồ ăn thì rất là ngon, các bạn thấy rất là đông luôn. Thì ở đây có bàn ghế sạch sẽ ngon lành nha các bạn. Cái này mình ăn cái gì thì mình vào đó, mình vào trong mình lấy thôi các bạn. Còn mình ra rồi mình tìm chỗ trống mình ngồi thôi. Đó. À, mình tiến sâu vô cái quầy bên trong cho các bạn xem nha. Đồ ăn rất là nhiều luôn. Đây. Đó, đây là canh chua chay nè các bạn. Quá cho cái nồi luôn. Cái này là canh chua chay phải không cô? Đó. Cái nồi này chắc cả 100 lít quá. Dạ. Dạ. Ơ dạ. Đó, còn bên này là nói chung là làm bằng đậu hũ hết, chiên các bạn. Đó. Đây nè, trời ơi, rất là hấp dẫn luôn. Có dưa leo xào nè các bạn, đó, có kim chi nữa. Bên đây là khổ qua chiên giòn nha, còn đoàn ớt nè, đó. Đây, mấy sư cô. Rồi, đó, nhìn ngon lành, sạch sẽ, ngon lành lắm các bạn. Món này là món gì, kêu là gì, món gì ạ? Bún măng các bạn. Dạ. Những món ăn này là mình phục vụ bà con tới chiều luôn hả chị con? Dạ. 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 Nè các bạn. Đó, còn hồi nãy là bún, còn bên này là nuôi nha các bạn. Con bún to. Nhìn rất là đã luôn, nhìn rất là bắt mắt, rất là thèm luôn các bạn. Đó, bên kia đó, rau củ rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Đây có cả bún riêu luôn các bạn ơi. Đó, cái nồi nước lèo bên này các bạn. Những cái nồi súp rất là to các bạn. Còn bún sẽ làm ra sẵn trên tô như thế này thì bà con lại là chỉ cần sư cô đổ nước và súp vào thôi. Đó, còn dài qua bên này nữa các bạn. Đó, đồng lắm. Mỗi năm sẽ năm ngoái thì nó chưa có rộng như vậy các bạn, tại năm ngoái cũng còn dịch đó, nên mọi người phải mang khẩu trang rồi cũng hạn chế lắm. Năm nay thì đỡ rồi nên là bà con đến ngay trong ngày mùng 1 Tết này rất là đông. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đông luôn. Mà các bạn muốn thấy mà mọi người đông hơn nữa là các bạn phải đi sáng sớm.
Đó, nguyên vàng bên kia là mấy sư cô rửa chén mấy bên kia các bạn. Còn bên này là gồm có bún măng, rồi bún riêu, rồi con nuôi rồi các bạn, bánh canh. Đây. Ở phía trước thì các bạn có thể ăn chuối chiên nè, rồi bánh cam, rồi bánh bao rồi các bạn. Ở bên này là nước nha, trà đá, giải khát. Rồi ở bên tay phải thì cũng có cả nước mía nữa các bạn. Cái này giặt sâm nè. Đó. Khi bà con lấy được phần ăn xong sẽ tìm được cái chỗ ngồi trống để mình ngồi để mình ăn đó các bạn. Thôi cái mầm bánh cầm bánh cà bánh bánh chuối. Ở đây tất cả những phần ăn đều là miễn phí hết nha các bạn. Các bạn, mình vừa qua bên đó để thắp hương để cầu nguyện xong rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn qua bên này cũng chung là chùa Hưng Thiền luôn các bạn. Nhưng bên này thì mình chưa có vào lần nào hết từ khi mà làm xong. Thì bây giờ mình dẫn các bạn vào trong để xem bên trong như thế nào nha các bạn. Cái cổng chính rất là to luôn các bạn, rất là lớn luôn. Đây, quá đẹp. Đây rất là nhiều xe luôn, xe nhỏ, xe lớn đầy đủ có hết các bạn. Bên này rất là lớn luôn. Đây. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ở bên kia bà con tập trung nhiều hơn, ở bên này thì ít hơn các bạn. Đó, bà con đang cầu xin cho gia đạo bình an. Này, cúc rất là đẹp luôn. Ở bên này thì cây xanh nhiều hơn, là sẽ mát hơn mấy bên kia nha các bạn. Đó, mọi người ở đây chụp hình nè. Còn hòa giấy nè, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình dẫn các bạn lướt sâu vô bên trong sơ qua theo chiều kim đồng hồ nha các bạn. Cái kiến trúc xây rất là đẹp luôn các bạn. Bên này khuôn viên rộng hơn, mát hơn các bạn. Mình thấy ở đây sẽ có những cái phòng nhỏ nhỏ để số giống như B017 hay là B2 mấy các bạn. Ở này chắc là phòng của mấy sư cô, sư thầy để ở quá. Bớt đi lời nói thị phi, bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền, thêm câu Phật hiệu thường xuyên, đó là Phật chú bình yên kiết tường.
Thầy nguyên khuôn viên luôn nè các bạn. Đó, bà con có thể đến đây chụp hình tại vì rất là đẹp các bạn. Này ba em gái chụp hình nè. Các bạn có thể đi lễ Phật ở mé bên đối diện xong thì các bạn có thể qua bên này, cũng là mình cầu xin Đức Phật phù hộ, gia hộ độ trì cho mình các bạn. Xong rồi mình có thể ngồi ở cặp công viên, cặp những cái cây này mát mát, rất là thoáng các bạn. Ở bên kia thì bà con tập trung đông hơn. Các bạn đi xe lớn có thể vào đại đậu được nè. Thấy nãy giờ cũng có nhiều xe, nhưng mà còn bên ngoài thì rất là nhiều, tại vì bà con ở mấy tỉnh lân cận các bạn đến để viếng, để lễ Phật. Cánh cổng này rất là lớn luôn, rất đẹp. Cô bán gì số? Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vạn sự như ý.